cô đun dừa cho mẹ. Rồi bên đây ta cũng nghe nhau nó qua này nhưng cung cấp cho má. Nên cũng rồi đó. Rồi này biết xấu hổ cái đáng trong ba ngày này hả? Ủa nạch bụng rồi mà không được hả? Nạch rồi đó. Nạch rồi. Mày không nạch thiệt cái nào. Mày bắt đẻ thì mày đi đẻ đi. Ủa tại sao mà bắt đẻ có đấy? Ai xô mình nói vậy. Thế nhờ nó buồn nó khóc bây giờ đó. Tức là tính là mỹ nhân luôn đó. Mày nghe ghê. Rồi chúng tôi có tiền thì chụp lại đây. Các bạn là bé nó 40.000 đồng. À, chuyện nhất thì trả thưởng là 1 triệu ra. Và bây giờ em tiếp tục mời một vị khán giả đến đây để quay số. Và tao xin các bạn cho dòng lại này quý vị. Và tụi em sẽ bảo thưởng nhanh gọn lại cho dòng lại này luôn. Để quý vị sẽ đến với những cái phút nghỉ gian lâu nửa giờ nha quý vị nha. Rồi, dạ mời chị gái nha. Dạ mời chị ra quay số giùm em ha. Và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu cho số. Thank you.
trò lệ qua đây luôn nha. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho trò suối cái dòng đoạn này. Và sau dòng đoạn này thì chúng ta sẽ đến với chương trình biểu diễn lao giữa giờ nha. Vâng ạ, rồi bây giờ em hỗ trợ cho chị nha. Ba bốn hai đúng nhóm loại. 11 có 1. 24 có 2. 32 có 3. 57. Hợp lệ. Chủ nhân thứ 2 ạ. 341 đúng rồi. 11 có 1. Có 2. Có 3. Hợp lệ. Rồi chị tặng cho em một con gấu nha. Thì cảm ơn em nha. Và còn ai đọc giải nữa không ạ? Dạ. Nếu không còn ai đọc giải khi em trao sản phẩm ra bên ngoài, mọi thứ này bị sao hoặc một lá giấy dù có chút thưởng nên sao cũng không còn giá trị nữa nha. Vâng ạ. Bây giờ hai người ơi, chúng ta chia đều hay là chúng ta quay số ạ? À? Chia đều nha. Ok, em thấy ngược đầu quá, em biết rồi. Chia đều, mọi người sẽ ủng hộ cho mình đó chính là 5 phần già. Đơn 2.600.000 đồng tương đương với 5 phần già ạ. Trời. Chia đều không bị lì xì, nhớ quý vị nha. Trời, cảm ơn nha. Dạ. Tuyên phụ cảm ơn tất cả các cô chú các chị và các bạn. Và bây giờ chúng ta đến với chương trình nghỉ giải lao giữa giờ. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ quý vị sẽ đến với chương trình phút nghỉ giải lao giữa giờ để quý vị có thể đi tham quan, mua sắm, vui chơi và giải trí tại phố đi bộ Đầm Sen Xuyên. Bên đây là có khu vực ăn uống tự chọn phục vụ cho quý vị. Nhà vệ sinh mình đi hướng bên này giùm em quý vị nha. Và bên trong có rất nhiều những gian hàng trò chơi, vui chơi giải trí phục vụ quý vị. Và thêm mặt cảnh đó tôi Hương Nam cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào phần 2 của chương trình Lotto Show Hương Nam.